tên là Hoa. Em được 12 tuổi rồi. Rất thương, rất để có những con cá, con rồng hoặc là chị Hằng mang bánh trung thu xuống cho mấy đứa trẻ. Dạ, đây vì mất mẹ với lại có nhiều con rượu bật thân sinh đẹp với lại nhiều cây cảnh đầy núi thì đẹp với lại có nhiều hoa thì thích ở đây. Giống viên bạc tô.